Chào cả nhà luôn nha. Thì nay là cũng chủ nhật các bạn ơi. Mình xuống với quán của chị mình. Mình săn Hugo coi. Chị mình nói dưới đây cá lóc bự lắm. Tại đây làm nhà sàn á. Nhà sàn để quán ăn các bạn. Quán sông nước miền Tây các bạn. Ở trên Bến Lức á. Thì mình ghé chị mình câu thử coi có con Hugo nào không. Đây, quán của chị mình đây bạn. Cái hồ cũng rộng lắm. Hồ thả cá tra với cá phi nha bạn. Cá lóc thì không có thả nha. Cá lóc thì thiên nhiên. Biết cá tra nó quằn quá, biết cá lóc nó có ăn không. Hôm chị mình nói, hôm qua hôm kia chị mình nói có cá lóc con ký mấy nó chết nó nổi các bạn. Thì mình nghe mình thấy cũng ham. Thử hôm nay mình xuống mình đánh này coi nó dính được con Hugo nào. Rồi, mời các bạn xem mình quýnh nha. Nó máy luôn. dính con gì? Dính các bạn ơi. Cái lóc hay cái gì đây nè. Lẹn quá. Trời ơi, cá cha. Cái cha bạn ơi. Chết bà không. Rồi cái cha mùa nhái nữa. Trời ơi cái cha bự. Nè mà. Biết sao lấy nó lên nữa nè. Rồi, thấy vô trong rồi. Tôi chào ơi dạ em lấy nha. Dưới này là khó quá. Bây giờ đây dễ rồi. Rồi xong rồi. Rồi con đầu tiên mà có dính cá tra. Lắc nó lên thôi. Lên luôn. Con này cũng ký mấy ạ. À. Rồi có nhớt. Đầu tiên các bạn nhớt rồi. Ôi trời ơi. Cái gì đây? Ôi.
Ủa, trời 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 dữ vậy, dữ vậy, dữ vậy. Trời ơi. Cái gì dữ vậy? Nặng quá, chịu khách nổi rồi. Trời ơi, con cá chê khủng luôn. Gì câu cá lóc mà dính cá chê không vậy? Trời ơi, con này cỡ ký mấy á. Nãy dính con cá trà một ký mấy. Thôi, câu mà nhái là mấy này ăn không à. Cá chê, cá chê trắng. Thôi câu mồi nhái này cá chê với cá cha nó ăn không à. Đổi cá sắt coi. Thả nó. Có. Nãy còn có cái cỡ 2 ký á. Nó cá lóc ăn xì tim quá trời. Ơi, cá chê bạn ơi. Rồi, nó cá lóc bự không à. Trời ơi. Ơi, à, nè, khủng khiếp chưa? Rồi, con này cỡ 2 ký á. Quá khủng luôn. Chưa? Ôi, cảm giác quá bạn ơi, quá mạnh luôn. Chứ nó lôi cần con đi bắt tiêu luôn rồi nè. Nó lôi cần con đi bắt tiêu rồi. Vớt đây bắt tiêu rồi. Ừ, lôi đi bắt mẹ rồi. Gì vậy? Này sâu không ta? Nó vô thay cục pin nữa, nó tha nó đi bắt tiêu rồi. Thử em móc móc nó coi có nó dưới không. Đây 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 đây, thấy rồi, thấy rồi. Nè nè. Con gì mới lâu dữ vậy? Con cá gì mới. Nó nè. Không biết còn dính không nữa. Mới vô thay cục pin kia. Vô tha kịch. Trời ơi, cái gì nữa đây? Không biết còn dính đâu nữa. Nó tha đi cái đùng. Trời ơi, máy của tôi. Không. Không không. Còn dính nè. À. Còn dính. Còn. Con bự lắm mới tha được cái cần vậy chứ. Trời ơi. Chết mẹ nó vô đó rồi. Chơi kỳ. Ra mày.
nặng gì bự dữ vậy? Nó nặng kìa. Xình không? Vô đó à, vô. Ê, vô. Dạ, dạ, dạ. Chết. Đó. Chết. Dướng rồi, dướng rồi. Cá lóc là 2 kg, 3 kg cả này. Này không phải cá lóc rồi. Ôi. Nha. Trời ơi cái cha. Lôi cần đi thích ghê thiệt chứ. Mất cái cần luôn. Cha. Rồi con này được 3 kg. Cảm giác mạnh nó ghê luôn. Nè, vô nè. Không có cái lốc, dính cái tra cũng đảo ghiền. Nấu à. Thôi được rồi, xong rồi. Lên nó mệt rồi. Ôi. Lên luôn. Trời ơi. 4 kg á. Nói cần cái ghê chứ. Ước giá với cần luôn. Chạy đâu nữa rồi. Rồi. Quá trời, mấy con này. Phá mồi quá. Ôi. Trời ơi, cách chê kìa. Cách chê. Kém mình cá khủng là mệt thiệt chứ. Ngồi luôn cách chê. Có giật đâu, giật lên trời. Sao? Giật gì? Giật cái gì? Trời uống kết chê. Đó. Cái lóc không thấy ăn, thấy cái cá chê cái chà ăn không.
con này còn 4 kg. Giật nó lên, giật nó đi, giật nó hả? À, không đem lại bên kia chứ, lại ở đây sao giật. Ủa, dạ. Không tới hả? Mà để con chắc lại kìa. Quá trời dính mấy con cá này mệt quá. Gỡ nó cũng mệt nữa. Ủa, bánh răng nó nghe té ra đây. Rồi, giật lên. Quá, bắt mấy con cá bự này mệt quá. Ừ. Đó, vô rồi đó. Dính rồi. Dính nè. Dính con cá gì đây? Trời ơi. Rồi. Rồi câu cá lóc dính cái chai với cái giò không thấy bãi quá. Có câu dính mò cá tan mà. Cá trai cái gì vậy? Ra. Quá hấp. Hay dạo luôn.
Ghê. Nãy con kia bự, bự hơn này nhiều. Nó chê khủng bố chứ. Hồi xúc luôn. Wow. Rồi. Dữ vậy. Đã chưa? Tưởng như cá lóc. Ôi. Con này cơ mà. Bệnh trời. Trời ơi con này. Ha. Ok, lên cái tre Hugo cũng được. Bây giờ cũng chịu bạn ơi. Mình xin dừng clip ở đây nha. Câu sáng giờ nó cá chê với cái lá ấy ăn không à. Cá lóc không thấy nó ăn. Giờ cũng 5 giờ rồi. Mình đi về. Lên săn Hugo, cá lóc Hugo mà gặp tàn cá chê Hugo với cá lóc. Với cá tra không. Đây cá lóc nó bự luôn các bạn. Mà tại cá tra nó quần quá nó không ăn. Đánh chìm, đánh nổi, đánh ngang, đánh dọc gì nó cũng không ăn. Còn cái lóc này khoảng 2-3 ký nha bạn.
Đây cái đầm này là cái, cái này là cái hào nuôi nha, cá nuôi các bạn. Nuôi để làm nhà sàn bán quán các bạn. Chứ không phải thiên nhiên à. Chỉ có cá lóc là không có nuôi thôi, mình săn cá lóc mà không được. Cá lóc khủng không á. Mà cá cha nó quằn quá. Cá cha quằn quá, cá lóc nó nhát không ơi. Để bữa nào có dịp mình lên mình câu tiếp. Chứ giờ thất bại rồi. Rồi, chào cả nhà luôn nha.